theo chân ông bà đi garden. Đi, dắt bà đi nhanh lên. Bà chào đây bà. Chào. Trời rất mát em bé ơi. Em bé à. À ra kia mẹ chỉ ra con xem con pet nhá. Con muốn mua một con pet á? Thì đi ra xem đi. Con muốn mua, thì con đi ra con xem. Đòi mua chuột và mua con hamster á. Đây Tom đi ra đây xem con hamster này. Kia bên kia. Nào em cua đi đi. Đây đi cho bà. Bà cho nó ra đây và ngó nó vào. Ừ. Hamster có ăn không? À. Chim à? Chim. Chuột à? Chuột đấy ạ. Sao có nhìn thấy con chuột không? Con chuột hay con thỏ? Có cả chuột, có cả thỏ ạ. Nó chết rồi, nó đi ngủ rồi. Nó đâu rồi? Nó đi ngủ rồi. Gọi nó đi. À thế đi ra kia xem cá nhá. Đây mình đi xem cá. Mình đi xem cá nhá. Yeah. Con nhá. Đi ra với ông bà nào. À. Ăn cá đấy bà. Cá. Vâng, cá đấy. Ba. Cá đâu con? Cá. Cá. Con cá đấy. Đi ra với ba đi. Rồi, mình nhặt cái này cho ba nhá. Ok, đi thôi. Ui, con gì đấy? Con châu chấu đấy ông này. Đi đi con, đi. Cá. Cá. Cá đấy. Đi với bà đi nào, đi ra với bà nào. Bà, chi gọi bà đi. Đi ra với bà nào. Ừ đi. $5 ạ. Chích. Nào đi nào con. Đi ra đây với ông bà nào. Cô đi. Đi nào. Nào đi nào. Xinh chích à. Vào đây mà con. Đi. Bà ơi. Bà đi ra đây xem này. Đi con. Nó bò này bà này. Bà gọi cua cho cháu. Đấy, bà đi vào các trong này luôn. Wow, nhìn trong này rộng nhỉ ông ạ. Ông ơi, ông đây mà. Ông đây mà con. Ông đây nè. Nhanh lên. Những nạng bị lịch thạo thứng ạ. Ông đây mà. Gọi ông đi. Ông. Ngồi rộng phết ạ. Ông. Đấy. Wow, đấy. Ông, đây mà. Ông. Ô, cái bàn oval này to lắm này ạ. Nhìn đẹp không con? Ơn. Chà. Ông nhìn cái bà và nhìn cái bàn ăn to này. Nào đi ra em ơi. Mình đi ra bên này. Nghịch. Ừ đi ra đây. Cái em này à, em nghịch lắm. Thì con đi ra đây. Nhanh lên. Đi ra đây, cua ở đây bà ơi. Đi ra đây con. Nào nhanh lên nào. Ivy. Đi thôi. Wow. Đây là cứ lẹo đẽo theo ông bà đi này. Ông. À, dắt ông. Không, đi ra đây. Từ tí nữa, người ta cho lên gác xem. Được lên gác các bạn. Mở hết ạ. Vâng, ui lên gác đi bà. Lên gác nhìn cho đẹp. Đi thì mình đi lên gác nào. Đi lên gác nào. Cô ơi đây mà con. Không bò như thế. Ok. Đi.
À đúng rồi. Em ơ, giống bà. Đi. Đi nào. Ờ, đồng hồ to. Ô ừ, nhìn đẹp nhở. Ôi dồi ôi con. Nào đi xuống đi nào, đi nào. Ừ. Bye. Ba gọi. Ba gọi bé. À cái này cái rửa tay ấy con. Ôi dồi. Đi vào đâu, đi theo ông. Ông giới thiệu đi ông. Ông giới thiệu đi, xin chào các bạn đi ạ. Xin chào các bạn đi ạ. Đấy, Tôm đi ra với ông. Tôm bảo xin chào các bạn. Đây là đâu? Mẹ đây này, ông đang xem cái cây này. Đâu bà đâu? Ừ, không bắn thang. Ông đang xem cái này ạ. Đấy, bà thích cái đèn đấy, cái đèn cây đấy. Cái đèn cây đấy ạ, nhưng mà nó dài quá bà. Mình lấy theo làm theo cái khổ của mình đi. Nhìn đẹp nhỉ bà nhỉ. Thôi, cái này mình có thể tìm cây xong mình vấn đèn mà được mà. Chặt cái chơi. Vâng. Ôi trông kìa bà nhìn nó đút hai tay rồi bắt chước ông rồi. Tôm cua cua nhưng mà cũng bắt trước ông. Cái này đẹp này, mình chụp này. 270 nào, đi con đi theo bà đây này. Đây, đi đường này cơ mà. Đi đường này nào. Bày đồ đẹp nhỉ. Không gian nó rộng. Chia con nhìn em nhá, để mẹ quay. Yêu chà. Chị đi chơi không? Có. Có. Ờ đây con đi ra đây. Wow, cây giả này cũng nhiều lắm ạ. Ông ơi đèn lại bóng to đùng rồi ông này. Trong cái đèn này mới chuẩn này. Đèn này mới chuẩn. 70 mấy đồng một cái đấy ông ạ. Thì nó sáng nữa. Vâng. Tối mà nhìn thấy mà đắt. Nhưng mà đắt ạ. Ô mẹ đây. 75 đồng. Ừ mẹ nhìn thấy rồi. Chị đây con. Chị đây. Em cua đâu đây mà. Quay lại. Bà ơi, bà nhìn mấy cái nhà gỗ này nó làm trông kiểu hay nhỉ bà nhỉ. Ô cái đĩa này, cái đĩa hình cái lá này ạ. Nào đi ra khu vực garden nào. Bà nhìn đẹp nhỉ bà nhỉ. Cái tròi đẹp ạ. Làm theo kiểu mái giống như kiểu bài ngói bằng gỗ. Nào đút tay vào túi giống ông nào. Đút tay vào túi giống ông đi. Nhìn đẹp nhỉ ông ạ. Đấy. Đấy là một thanh đấy ạ. Mà trụ chắc. Nào mình đi thôi. Ừ giờ này mọi người chuẩn bị ấy rồi con. Chỗ sách á, ở đây không bán sách con, ở đây chỉ là garden thôi. Cua ơi, cua, em ơi, em chào anh trời. Bà ơi, phân gà cái kia bà kìa. Kìa, bên kia. Ừ. Đây, góc kìa, góc cây kìa bà. Kìa kìa bà, bên kia kìa. Ô bà ơi, cái cây này có hoa đẹp không bà này? Tao bảo tao thích ra đây, nó nhiều hoa lạ mà. Ô cái cây này hoa màu vàng này.
Cái này là 20 đồng một cây ạ. Ôi, tôm biết gì mà 20 đồng một cây. Để mẹ đi dạy xem em cua nào. Đấy bà nhở, hoa vàng. Ờ thế con đi ra xem em sách á. Chờ một tí nữa mẹ quay lại. Bây giờ mẹ đi ra đây trước đã. Tôm. Bà ơi, cây này là cây lá gì đấy? Nhìn hay không này? Ờ đấy là cây xương rồng đấy con. Em ơi đi ra đây. Đi ra đây nào em. Cà chua. Cà chua. Đấy là quả tomato đấy. Ừ. Ừ, được rồi, cứ để em chạy ở đấy con. Ừ. Ơi, cây này có hoa này bà này. Cây nào bà? Ơ sao 40 đồng ở đây, cháu nhìn ở kia là 40 đồng đấy bà. Ừ, nhìn từ nãy giờ 40 đồng. Ơ 40 đồng đắt thế nhở. Ôi nhìn nào, cháu lại nhìn thành 20 đồng cơ. Ơi mẹ đây. À em gợ ơi, mẹ đây mà. Vâng, nó như kiểu cây không khí mà. Sao nó đầy là 2 đồng 95 là cái gì ạ? À cái móc ạ. À cái móc. Còn cái móc 2 đồng 95. Ông ơi, cái cây bonsai này ông này. To này cơ mà. À, cái cây này là cái gì mà nhìn nó như cái quạt đấy ạ? Cái xương rồng ấy. À đúng rồi, xương rồng. Nghe xương rồng này chắc có hoa đấy ạ. Ôi xương rồng. Dạ. Kệ. Không đi ra đằng này con. Kệ em, để cho em tự đi. Đi nào. Đi nào. Để dắt em đi. Garden. Cây cối. Hoa. Quay đầu mẹ. Ôi bà ơi, cây đào này bà này có 25 đồng này. Đây cái đào mà không, đào này đóng hoa không, không bên không. Trong không, đây là đào hoa. Đào này đóng hoa không mẹ, đây này của ông mà đào đây này, ông chặt đi đấy. Mình đang quay mình nói nhẹ nhàng bà. Ừ để em đi tự, để mẹ mẹ để em tự đi á. Ra đây mẹ nào, ra đây mẹ nào. Cúc vàng. Kệ em đi. Cúc tím. Mẹ. Sao con? Đi về. Ừ giời, mình đi xem cây với ông bà. À nào mẹ dắt tay con nào. Tí nữa mình đi ra đấy con. Đi nào. Có không? Có, nhưng có đấy, nhưng có, con mua sách khác. Ồ, thế tí nữa con đi ra đấy con xem nhá. Ơi, nhờ. Không, hôm trước mình đi Smith Toy rồi. Cái này cũng là một thân này bà này. Mà hình như không có hoa. Cây đấy. Cái gì mẹ?
một dạng hạng cây leo. Trong này là chậu. Và dắt tay em đi chơi nhong nhong. Dung chăng dung trẻ. Nhìn màu. Chờ. Màu sặc sỡ nhỉ? Ba nhỉ? Nhìn màu cứ như nhuộm ấy. Đi nào, go. Ông cây này là cây gì hả ông? Nhìn đẹp không ạ, bà ơi? Nó là hoa đấy ạ, đúng không ạ? Hay có phải hoa không ạ? Lá. Lá ra nhưng mà nó ra đâu, ra là màu như thế này. Chỉ à vâng. Sau chuyển màu xanh. Cây này bao nhiêu nhỉ? 20 mấy à đâu? Cây này chỉ lá thôi. Cây này chỉ lá không ạ? À 35 đồng. Cái gì đấy? Đi vệ sinh á. Đâu làm gì có? Có hoa đi đừng vô, có đi, ra đi với ông đi. Đâu rồi? Kìa ông đi theo ông. Đi đi ta lép với ông kìa. Đấy. Nhưng mà nhìn nó lạ lạ rồi bà nhỉ? Có hoa không? Ông bảo là nó chỉ ra kiểu hồng hồng như này thôi. Ờ, cái đấy là hoa đấy. Nhìn nó đúng rồi, nhìn nó kiểu như hoa. Này cái này ở vâng, Lidl có mà 3, 9 đồng cho 3. Lidl ạ, mà cháu Lidl chưa ra. Lidl ạ. Cái này chắc... cái chum vỡ đây này, nó làm bên này đấy. Mà chắc là hết rồi. Không biết ở đây rẻ hơn không? Bà muốn mua cái 6 đồng cơ. Cái hoa đá này được, bà có hai cái chậu sứ. Không, bà cho vào chồng. Hoa đá ở trong kia á. Xong em kia em đứng kia kìa. Ôi cây à, cây gì nhỉ? Nhìn cây kiểu nhìn. Cây lá đỏ, cây phong. Đi. 170 đồng bạn. Trông trông có bắt chiếc chị à? Đi nào, đi ra vào nào, đi tiếp nào. Mình đi tiếp nào, đi thôi. Ivy thối. Ivy thối à? Ivy thối, em toàn ị mà. Cái bụi gì đấy ạ? Ờ, con đừng đấy nhá. Con đừng đấy với em nhá. Cây cọ. Cây mẫu đơn. Mát quá, trời rất mát. Cây leo. Ôi ra mẹ à? Mẹ đây này. Nào thế con đi theo mẹ đi. Ơ ừ. Em đi theo mẹ. Con cứ gọi em đi là em đi theo. Táo. Có thích không? Có thích không? Ừ, mát thế nhở. Chị sao không cởi áo ra cho mát con? Bỏ.
Ivy ơi đi con. Con đi đằng kia, mẹ đi sang bên này mẹ xem đã. Xong rồi mẹ đi sang đấy. Con gì? Đi ra đây nào. Thì xinh nào. Ôi giời. Trời ơi. Ôi giời, muốn nhảy đấy. Mẹ muốn nhảy. Mẹ có phải mẹ để cái này ở trước cửa không? Mẹ muốn để như thế cho nó đẹp á. Đúng rồi, thì để như thế này nó ra hàng nó mới đẹp. Cho nó hàng. Cưa hết hàng rào đi, trồng hết hồng vào. Ôi giời, thế thì đẹp lắm nha bà nhỉ. Không, con không thích. Thế sao không thích? Không thích hồng. Bà nó thích cái sỏ này, nó nói sỏ. À. Mẹ có nhiều hoa rồi. Chị đây, chị đây. Xấu lắm cũng có hoa. Chị đây. Bà ơi, đây có phải là một là cái hoa lan không ạ? Mấy đồng? 15 đồng. Nhưng mà cái này là ở ngoài à? 20 đồng, 15 đồng cái gì? Không, cái này là đây. Cho thấy nó để đây này, 15 đồng mà. Nào tôm. Cái này là outdoor à? Hay là indoor? Cái này cháu nghĩ là lan này. À còn lan trong, lan ngoài. Nhưng mà nhìn thấy yêu nhỉ bà nhỉ. Ừ, trông nó lạ lạ. Em ơi, em à. Ha nà, Tom. Tom. Người ta mắng đấy con nha. Em cứ bắt chiếc đây. Không, không phải vào trong này. Em ơi. Không muốn vào nhà. Đi thì đi vào đi, con chạy vào con xem đi để mẹ dắt em cho. Thấy chưa? Thấy chưa? Em bắt chiếc đây này. Đi ra đây mẹ nào. Đi. Thế con chạy vào đấy đi. Xong rồi mẹ vào bây giờ mà. Ờ mẹ nhìn thấy rồi. Màu hồng. Ông chạy đâu rồi bà? Mẹ đố tôm tìm ông. Ông ơi. Ông ơi. Anh vào góc này là mấy cái cây leo, cây nhỏ. Em ơi đây mà một con. Mẫu đơn nhá, ở đun đun bảy đồng có nhá. À, không, đun đúng rồi. Đồng, cao to các kiểu luôn. Có đúng rồi. Ông ra đi. Đi con, đây đi vào một tí nữa. Ừ, đi ra kia. Đi ra đây. Đây, vào đây, vào đây. Không, không gọi ông, để ông xem. Con gọi em. Có cái em kia, em mất trật tự quá cơ. Em đây. Ôi, cái chu mày to nhỉ bà nhỉ. À, ngồi đấy nhá. Ngồi đấy chơi nhá. Nhìn đấy chơi nhá. Ngồi xuống nào, ngồi xuống nào. Ông vào cho ấm. Con có cho em ngồi với. Vào cho ấm. Vào là phải vào đường kia. Ôi trời, trông kìa, trông kìa. Kìa ông đây kìa. Ông đâu cua. Ông kìa. Con gọi ông đi. Ông ơi. Ông đâu. Ông. Gọi ông đi nào. Ông. 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 À gọi ông đấy. Ông. Ôi trời, em giơ tay. Em giơ tay em chạy ra với ông này. Em giống như thế hả con? Ông ơi, nó gọi ông này, ông này. Ông đâu? Gọi ông đi, gọi ông đi con. Ông. À kinh, đòi ông bế. Tôm, nó đòi ông bế. Gọi ông bế. Chân này à? Ở chân này ạ. À? Eo khôn đấy.
Bà đang xem cây của con kìa. Tôm ơi, ở đây nhiều cây phết không nhỉ? Nè đi thôi. Mấy cái này là kiểu mình về mình làm thành tiểu cảnh bonsai được. Tôm. Đây mình ăn đây. Hello. Ra bà đi, hẹn ra bà đi. Mẹ phải dọn em. Hân, chơi. Ôi trời chung kìa. Cười. Chô vô. Hân ô chô. Cái gì con? Kìa nhìn. Cái này ngoài trời không ạ? Cua ơi cua. Chô. Bé. Nhìn thế đẹp ạ. À.